Bếp cô Tư xin chào các bạn. Hôm nay cô Tư vào bếp sẽ hướng dẫn các bạn món vịt nấu khốm nha các bạn. Vịt kho khốm á nha các bạn. Bây giờ ở đây là có nửa cái vịt cô Tư đã làm sạch sẽ rồi, đã trụng qua nước sôi rồi. Ở đây là có một trái khốm, cô Tư đã gọt ra sẵn và có ốp vô đây một muỗng đường cát rồi. Đây là gừng, hành lá, tỏi, băm, hành băm. Bây giờ thì cô Tư ốp thịt nha các bạn. Vịt kho khốm rất là ngon các bạn. Hơn nửa muỗng canh bột niêm. Nửa muỗng canh đường. Một muỗng canh nước mắm. Một chút tiêu. Một phần ba muỗng bột ngọt. Bây giờ chúng ta trộn lên nhé. Chúng ta bỏ một chút xíu nước màu. Muỗng cà phê dầu điều. Bây giờ chúng ta trộn lên. Giờ chúng ta trộn lên để đây cho thấm nha các bạn. Ở đây là mấy cái ức vịt nè. Ức vịt mình mua về. Vịt đó mình mua nguyên con về mình lấy cái xương á. Mình hầm xả. Còn cái ức vịt thì giờ mình kho với khóm. Các bạn cứ mua khóm về, khóm cũng là thơm, có người gọi là khóm, có người gọi là thơm á các bạn ạ. Mua về gọt sạch sẽ xong rồi bắt đầu bỏ vô một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê đường. Còn trái lớn quá thì mình phải một muỗng canh và một tí xíu muối, ớt. Ớt để rồi một lát á mình mới xào nó ra cho nó thấm. Đây giờ vịt ở đây mình ớt đây nha. Bắt đầu là mình bắt chảo lên đặng mình xào thịt, xào khóm. Giờ mình đã bắt chảo rồi, mình đã bỏ dầu vô rồi các bạn. Để cho nó nóng. Bây giờ chúng ta bỏ hành tỏi vô. Hồi nãy cô Tư cũng quên ướp hành tỏi trong vịt. Bây giờ chúng ta bỏ đây xào lát cho thấm luôn. Cô Tư quên. Bây giờ mình xào cũng được. Ướp chung cũng được, mình xào xong mình ướp cũng được. Bỏ gừng vào. Giờ chúng ta xào cho nó thơm, nó dậy mùi lên. Mình xào cái này thì mình để cho hành tỏi nó vàng nha các bạn. Còn mình xào khô, xào như là rau, cải gì mà xào khô thì mình phải để cho vàng. Phải để cho nó vừa vàng. Còn này là phải để cho nó vàng, hành tỏi cho nó vàng, thịt vàng nó mới ngon. Bây giờ hành tỏi chúng ta đã vàng, sắp vàng rồi. Cái vậy được rồi nhé các bạn. Giờ chúng ta sẽ bỏ thịt vào. Đó. Rất sạch luôn. Cái này ức vịt nè các bạn. Ức vịt với đùi vịt. Giờ chúng ta xào lại cho nó săn nha. Cho nó săn, nó hòa quyện hết cái gia vị xong rồi mình hả chế nước vô. Chế nước là để cho nó chín. Còn giờ mình xào để cho nó săn, nó thấm gia vị. Giờ để cho nó săn xong rồi bắt đầu mình hả chế nước cho nó thấm.
giờ thịt của chúng ta xào đã xong rồi các bạn. Ngon ghê, đẹp ghê. Xào nó rất là thơm mùi gừng. Mùi gừng, mùi hành, mùi tỏi, nó hòa gì cũng vô trong miếng thịt. Rất là thơm. Bây giờ thịt của chúng ta xong rồi nha. Giờ chúng ta sẽ đổ nước ra. Vịt lâu chín thì mình để nước hơi nhiều để kho cho nó mềm. Giờ trong khi chờ đợi cho nó chín thì mình đi xào khóm nha các bạn. Trong khi chờ đợi thịt chín thì giờ ta bắt cái chảo luôn. Bắt cái chảo luôn. Xào khóm. Đây là gốc hành lá. Rồi mình bỏ khóm đi nha. Khóm này là mình ướp đường rồi đó. Đường với chút xíu muối. Thì chúng ta xào cho nó đổi màu, nó thấm đường với muối vào trong cái miếng khóm á, khi mình kho nó rất là ngon. Tại vì mỗi người nấu khác nhau các bạn, có người thì giả tỷ kho vậy rồi cái bỏ khóm sống luôn, gọt xong rồi để sắc ra xong rồi bỏ vô luôn, không có xào, không có như mình. Thì mỗi người nó làm khác nhau. Người Bắc thì làm theo kiểu Bắc, người Nam, người Trung, người miền Tây, mỗi miền nó khác nhau. Thì mình làm theo ý mình thôi. Còn các bạn cứ tham khảo cái video nào các bạn thích thì các bạn cứ thử. Thử video này rồi thử video kia, coi thử mỗi miền như thế nào. Tại vì miền Tây các bạn biết không, nhiều khi người ta chỉ ăn đường nhiều, làm nấu đường hơi ngọt. Mà còn người Bắc đó, tại hồi xưa mình bán quán mình biết mà, người Bắc đó là không có ăn đường, chỉ ăn bột ngọt thôi. Nhưng mà giờ những người Bắc mà vô đây lâu rồi đó, người ta cũng ăn chút chút. Còn người Trung thì ăn rất là cay, người Huế cũng ăn rất là cay, thật là cay luôn. Còn người Nam á, thì nói người miền Đông, người Nam mà người miền Đông á, thì ăn hoài hòa, vừa thôi, cũng không cay quá. Có người cũng ăn cay, chứ phải không. Nhưng mà cũng ít lắm, cũng cay mà cay vừa, mặn ngọt thì cũng là vừa. Bây giờ chúng ta xào vậy là xong rồi, chúng ta sẽ đổ vô cái chảo thịt. Bây giờ chúng ta đã xào, đã thấm rồi, giờ chúng ta sẽ đổ vô chảo thịt. Bây giờ khi chúng ta kho vậy đó các bạn, cái khóm á, khóm cũng là thơm. Đó, kho nó sẽ ra cái nước làm cho thịt, vịt nó sẽ mau mềm. Mà cái nước thịt kho này là nó sẽ thấm vào miếng khóm ăn rất là ngon. Nhiều khi mình ăn khóm còn ngon ăn thịt nữa đó. Cái khóm này nó hơi nhỏ chứ mình thích ăn khóm nhiều. Nhưng mà hồi sáng thì đi qua quán chỉ còn có cái cuối cùng, mà nó quá nhỏ. Thôi kệ, mua gì làm đại. Giờ mình chờ cho chín nha các bạn. Chín nữa là xong, mình chỉ múc ra rồi. Chảo vịt của chúng ta bây giờ đã chín rồi nha các bạn. Chúng ta kho sạch sạch rồi có nước cho mình chấm rau mình ăn. Còn với nhiều khi mình ăn còn á, là mình có thể còn nước rồi mình hâm lại. Còn mình kho xào khô quá, kho khô quá là nó không ngon nha. Bây giờ mình bỏ hành vô. Khi kho các bạn bỏ vô vài cái ớt, thơm lắm. Rồi bây giờ cô Tư tắt bếp. Tắt bếp cô Tư múc ra nha. Giờ chúng ta sẽ múc ra. Đây, vịt kho khóm của cô Tư đã xong rồi. Đây, các bạn thấy không? Rất ngon nha. Đó, các bạn về làm ăn thử nha các bạn.
Các bạn mua vịt về rồi các bạn làm đi, mình về sơ chế sạch sẽ, trước tiên là lấy muối rửa cho sạch, xong rồi lấy rượu với gừng chà sát vào da nó, rửa lại cho sạch, chặt ra rồi rửa lại một lần nữa, nấu nước sôi bỏ vô trụng nha các bạn, trụng cho nó săn ra, cho nó ra hết nước dơ rồi mình mới về mình xào mình kho nha. Rồi bây giờ món cô Tư đã xong rồi, cô Tư chúc các bạn làm món này thành công nha, cô Tư chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.